Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ ngày Canh Tý, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ kỵ tuổi, giáp ngọ, bính ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý, lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Và các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Lộ Ban Sát kỵ về khởi công động thổ, sao Không Phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày tiền bạc dư dôi. Bạn chẳng phải lo lắng gì nhiều khi vận thế tài lộc của bạn đang vô cùng là hanh thông, thuận lợi. Việc kiếm tiền luôn khiến cho bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng trong ngày hôm nay, mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn với bạn nữa, và bạn dễ dàng nắm lấy được cơ hội để kiếm tiền và giành lấy được thắng lợi về cho mình nữa nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, người khác có thể suy nghĩ rằng bạn may mắn mà có được cuộc sống dư giả như hiện tại, nhưng thực tế người ta đâu có biết rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, những gì mà bạn có được lúc này là hoàn toàn xứng đáng nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cũng cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình, cũng như là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tránh tham công, tiếc việc, làm việc quá sức, kẻo lại mắc phải các bệnh như là xương khớp, bệnh về dạ dày hay là bệnh về đường tiêu hóa nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim không còn căng thẳng và mệt mỏi trong việc kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy vận thế tài lộc được thuận lợi, tiền bạc được dư dả. Tử vi tuổi
Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa giành được phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của bản thân mình bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nắm lấy cơ hội để kiếm tiền và giành lấy được thắng lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc chú ý tới sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp soi đường dẫn lối cho bạn ở phía trước, cho nên với bạn tuổi Sửu, bản mệnh có thể đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai của mình. Với bạn tuổi Sửu, bạn tự tin vào khả năng của mình và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách ở phía trước để có thể có được điều mình mong muốn nữa nhé. Trong vận trình ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi Sửu cũng đang được gặp được các thần chiếu mệnh. Cái điều này còn rất tốt cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, trải qua sóng gió thì tình cảm mới càng thêm nồng nàn. Tuy có những thời điểm gặp phải những khó khăn trắc trở, nhưng người ấy vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh và quan tâm, ủng hộ cho bạn. Điều này khiến cho bạn tuổi Sửu càng thêm biết trân trọng hơn về tình yêu mà mình đang có nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cũng gây ra không ít những khó khăn trên con đường tài lộc của bạn ngày hôm nay. Hung thần xuất hiện làm cho bạn đang có điềm báo, hao tài tốn của, có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí là khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đưa tiền vào nơi không đảm bảo. Chính cái hành động đó của bạn có thể khiến cho biết bao nhiêu công sức làm lụng bấy lâu nay của bạn tan thành mây khói nữa bạn tuổi Sửu nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tự tin vào khả năng của mình, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có điềm báo, hao tài, tốn của do suy nghĩ chưa kỹ càng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, trân trọng vào tình yêu hiện tại, không bỏ lỡ người thật lòng với mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đánh mất đi vận may về tài lộc vì sự liều lĩnh của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần đang có điềm báo, có những điều xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Và bản mệnh tuổi Dần dễ vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ xã giao bởi cá tính nóng nảy, nỗi năng thiếu suy nghĩ của mình mà ra nhé. Trong vận trình ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có hung tinh đe dọa, làm cho bạn cần phải giữ mình để tránh những mâu thuẫn, xô xát với người khác. Và trước khi nêu ra quan điểm của bản thân mình, với bạn tuổi Dần cần phải chú ý tới tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, chớ để cho tiểu nhân có cơ hội nắm thốt để gây lợi cho vận trình của mình ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này, với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có Mộc sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này sẽ rất tốt cho chuyện tình cảm của bạn. Trong ngày này, gia đình là bến đỗ của bạn sau những phút giây làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Và với bạn tuổi Dần, chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân yêu vui vẻ là bạn đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều nữa.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy dễ vướng phải rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có điềm báo có điều xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim tìm được bình yên và giải tỏa được tinh thần khi ở bên cạnh gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có điềm báo, có những điều không may có thể xảy đến với bạn trong ngày hôm nay. Ngày này, vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi Mão đang bị hung tinh ngáng trở, cho nên khó có thể có được điều như ý trong chuyện tình cảm. Gia đình có sự bất an với những mối quan hệ bất hòa càng ngày càng lớn, khiến cho không khí gia đình càng ngày càng trở nên căng thẳng bạn tuổi Mão nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh tuổi Mão thể hiện được năng lực của bản thân mình một cách xuất sắc qua chính công việc hàng ngày mà bạn được giao phó. Với bạn, tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được cấp trên giao phó dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này là bản mệnh cũng nên tận dụng những thời cơ thuận lợi trong ngày để tiến hành hợp tác, làm ăn hay là ký kết những hợp đồng có giá trị. Tuy nhiên với bạn tuổi Mão cũng nên học cách linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có việc gì là hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bạn đã định sẵn cả bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, gia đạo bất ổn, bất hòa ngày càng lớn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, vận trình tình cảm trong ngày hôm nay đang bị hung tinh ngáng trở. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thể hiện năng lực của bản thân mình một cách xuất sắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, công việc đang trên đà phát triển rất tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên tận dụng những thời cơ trong ngày để tiến hành về hợp tác, đầu tư. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Ngày này, con đường tình duyên của bạn tuổi Thìn đang vô cùng là suôn sẻ, bạn được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm thấy được những điều tưởng chừng như là đã mất đi từ lâu, và tình cảm vợ chồng lại được hâm nóng, thậm chí là còn nồng nàn, thắm thiết hơn so với trước đây nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể chuẩn bị bước chân vào một mối quan hệ mới. Với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng có xua bì, đừng có nghĩ là ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu, vốn không có chỗ cho sự xua bì, ai yêu nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo. Và trong công việc của bạn tuổi Thìn ngày chủ nhật này, với bạn đang gặp ngày có tỷ kim chia trở, cho nên tinh thần của bạn rất thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành các kế hoạch một cách suôn sẻ, hiệu quả công việc cũng vì thế mà được nâng cao một cách rõ rệt, thành tích của bạn thể hiện rất rõ ràng và được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao nữa nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình cảm vợ chồng được hâm nóng nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, con đường tình duyên được suôn sẻ, nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tinh thần làm việc thoải mái, đầu óc thông thoáng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, đừng có ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hiệu quả công việc được nâng cao, được cấp trên ghi nhận. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 10, số 82, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên Ấn Độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay khá chi là suôn sẻ. Với những mục tiêu mà bạn đã đặt ra sẽ sớm trở thành hiện thực. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ, hãy cứ vững tin vào năng lực của bản thân mình. Hơn nữa, với khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau của bạn cũng được cấp trên đánh giá rất cao và khen ngợi bạn rất nhiều nữa. Trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Tỵ, dù chặng đường đi đến thành công chẳng được trải sẵn thảm hoa hồng, bạn cũng hiểu rằng còn rất nhiều thách thức và khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng với bạn tuổi Tỵ cũng chẳng hề có chút nao núng, thậm chí là với những thử thách đó không phải là rào cản mà ngược lại còn là bước đệm cho bản mệnh thể hiện được năng lực của bản thân mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này lại khiến cho vận trình tình duyên của bản mệnh chẳng được như ý muốn trong ngày hôm nay. Trong ngày này, đối với những người đã có gia đình rồi, cần phải đề phòng có nguy cơ có người thứ ba xuất hiện, chen chân vào cuộc hôn nhân của hai bạn. Kẻ nứt trong chuyện tình cảm chỉ cần xuất hiện là dễ bị kẻ xấu lợi dụng, phá hoại hạnh phúc mà mình bấy lâu nay vất vả gây dựng nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, con đường công danh sự nghiệp được suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, chấp nhận thử thách và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, được cấp trên đánh giá cao và khen ngợi về khả năng ứng biến. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, người đã có gia đình cần đề phòng có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, thử thách là bước đệm để thể hiện được năng lực của bản thân mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 32, số 81, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ gây ra không ít khó khăn, bất lợi cho vận trình của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, bản mệnh cần phải đề phòng có sự xích mích, xung đột với người khác. Và khi trao đổi công việc hay là thỏa thuận bất cứ vấn đề gì, bạn tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh, giữ thái độ đúng mực, cùng tìm ra cách giải quyết tích cực. Chứ đừng có nóng giận rồi to tiếng lại ảnh hưởng tới cả quá trình làm việc chung bạn tuổi Ngọ nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, đây cũng không phải là thời điểm lý tưởng để cho bạn đổ tiền vào đầu tư các hạng mục mang tính chất mạo hiểm cao như là cổ phiếu, chứng khoán. Với bạn tuổi Ngọ cũng khá bốc đồng, thiếu đi sự tỉnh táo cho nên rất dễ mắc phải những sai lầm dẫn tới thua lỗ một khoản tiền không hề nhỏ. Bạn tuổi Ngọ, bạn nên tiếp tục theo dõi thị trường và chờ đợi thời cơ khác tốt hơn với mình.
Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này càng làm tăng thêm nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Với mối quan hệ tình cảm giữa hai bạn đang có sự bất ổn cũng bởi cái tính bướng bỉnh, cố chấp, thích làm theo ý của mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác. Đối với những bạn đang còn độc thân, tuy có vận đào hoa có nhưng cũng chưa đủ mạnh để giúp cho bạn tìm được tình yêu chân thành bạn tuổi Ngọ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên giữ thái độ bình tĩnh, hòa mực, đúng mực khi trao đổi công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy cần phải đề phòng xích mích, xung đột với người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên tiếp tục theo dõi thị trường chứng khoán, chờ đợi thời cơ tốt hơn đến với mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ ngày hôm nay cũng không phải là thời điểm lý tưởng để cho bạn mạo hiểm đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ tình cảm có nhiều bất ổn, khúc mắc liên tục phát sinh. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang có điềm báo trải qua một ngày gặp nhiều mâu thuẫn, trục trặc trong chuyện tình cảm, giúp cho bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại gây ra. Ngày này gia đình đang có phần kiếm hòa thuận, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nảy lửa mà không tìm thấy được tiếng nói chung. Trạng thái về tinh thần của bạn cũng vì thế mà bị sa sút, nhiều nỗi muộn phiền ở trong lòng. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống nếu như còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Đôi bên cùng căng thẳng chẳng có lợi cho bất cứ ai và còn khiến cho chuyện tình cảm ngày càng nguội lạnh dần đi, thậm chí là ảnh hưởng tới cả con cái của mình nữa bạn tuổi Mùi nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Điều này làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng có nhiều sự bất ổn. Bạn mệnh tuổi Mùi cần phải tỉnh táo trong các quyết định về đầu tư, kinh doanh, kẻo lệ sập bẫy của những kẻ tiểu nhân, bắt cả chỉ lẫn chài. Trong ngày hôm nay, bạn nên tiết kiệm là hơn, tránh mua sắm quá đà, chi tiêu phung phí cho những món đồ không thực sự cần thiết, kẻo lại tài chính có sự tổn hao. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gia đình kiếm hòa thuận, vợ chồng thường xảy ra sự tranh cãi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy gặp nhiều mâu thuẫn, trục trặc trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống nếu như còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, trạng thái về tinh thần của bạn có sự sa sút nhiều, có nhiều nỗi muộn phiền ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, con đường tài lộc có sự bất ổn, cần phải tỉnh táo trong các quyết định về đầu tư. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Thân có được vận may về tài lộc tăng tiến một cách bất ngờ trong ngày. Và bạn tuổi Thân, bạn có được nhiều sự may mắn dẫn đường chỉ lối trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có được cơ hội về hợp tác, thể hiện được đầu óc tính toán nhạy biến. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn thu lợi về cho cả hai bên, và ngày hôm nay sẽ là ngày mà bạn sẽ tìm được đối tác phù hợp với mình nữa.
Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân đang có được sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh, cái điều này càng khiến cho tài khí của bạn thêm thịnh vượng hơn. Bạn mệnh tuổi Thân nên tranh thủ ngày hôm nay để tập trung vào phát triển chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của mình. Thời cơ đã đến, kiếm tiền rất dễ với bạn, thần tài sẽ đứng về phía bạn và tài lộc cứ thế ùn ùn kéo về nhà cho bạn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân á, cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cũng sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những cặp đôi thêm tâm đầu ý hợp hơn. Nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm ngày càng thêm nồng nàn, thắm thiết. Ngày hôm nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh tuổi Thân khi tình duyên và tài lộc đều được thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn cho bạn. Chúng tôi chúc mừng bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy tìm được đối tác đáng tin cậy, thể hiện được đầu óc tính toán nhanh nhạy bén. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc được tăng tiến bất ngờ nhờ vào vận may ập đến. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tài khí đương vượng nên tranh thủ phát triển về các kế hoạch làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đôi lứa hòa giải được những hiểu lầm, khúc mắc trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 67, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Hỏa Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo có thể sẽ phải đương đầu với những chiêu trò hãm hại gây khó dễ từ kẻ tiểu nhân trong vận trình của bạn. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn vốn có thái độ làm việc dứt khoát, quyết liệt và nguyên tắc nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc, và ngày hôm nay tiểu nhân sẽ lợi dụng những điểm này để chơi xấu khiến cho bạn lao đao một phen nữa. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải học cách kiềm chế cảm xúc, che giấu sự sắc bén của bản thân và biết thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Không phải lúc nào thẳng thắn cũng là tốt, vì vậy bạn cần phải biết học cách bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối không đáng có thể xảy ra. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có sự nảy sinh mâu thuẫn. Khi đối diện với thái độ chất vấn và nóng nảy của người ấy, với bạn tuổi Dậu cũng không nên căng theo, mà bạn cần phải giữ bình tĩnh và có thể nhún nhường một chút để giữ cho hòa khí gia đình. Sau đó mới tìm cơ hội để trò chuyện rõ ràng với người ấy bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, sự cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt sẽ gây ra rắc rối cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần đề phòng chiêu trò của những kẻ tiểu nhân gây khó dễ cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy tự biết cách bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên học cách kiềm chế cảm xúc, che giấu sự sắc bén của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đôi lứa có thể nảy sinh mâu thuẫn nên cần phải giữ bình tĩnh. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thủy thổ bất dung. Điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có những vướng mắc trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh tuổi Tuất nên bình tĩnh để tìm ra cách tháo gỡ chứ đừng có vội vàng quyết định điều gì đó trong ngày hôm nay.
Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dễ cảm thấy bất an, lạc lõng vì không tìm được người ở bên để bầu bạn, tâm tình. Khi mà những người bạn bè thân thiết ở xung quanh mình đều đã có đôi có cặp, thì với bạn vẫn còn chăn đơn gối lịa nhá. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn vẫn bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Với bạn tuổi Tuất sẵn sàng bước đi theo hướng mới và đang có được những bước đầu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, đúng đường, tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng phần nào. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa sẽ đạt được mục tiêu về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tự tin làm nên chiến thắng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc cần phải bình tĩnh để không làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm chưa được giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên hiểu và tìm ra cách để tháo gỡ vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 753, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho cả những người làm công ăn lương, những người làm kinh doanh buôn bán có được một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Và đây là nhờ với bạn tuổi Hợi biết tận dụng được khoảng thời gian rảnh để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, với bạn cũng cần phải biết lượng sức mình nữa. Bạn đừng có tham lam quá, kéo lại kiệt sức, vừa lại bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý nữa. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, đối với những bạn làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán thì đây quả thực là một ngày có nhiều dịp may đến với bạn, làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên. Và với bạn có được những khách hàng tiềm năng mở rộng về quy mô công việc của mình, có được nguồn thu dồi dào và ổn định hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn lại không có được sự khởi sắc như mong muốn, làm cho bạn có phần chán nản. Và đối với những bạn đang còn độc thân, cần phải tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể để mở rộng mối quan hệ xã giao, có như thế mới gặp được đối tượng phù hợp với mình. Đối với những người đã có gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới đối phương, tránh mải mê vào các mối quan hệ bạn bè mà lơ là tới người ấy bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, chăm chỉ kiếm tiền đến đâu cũng nên lượng sức mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài vận hanh thông. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chán nản vì vận trình tình cảm không có khởi sắc như mong muốn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, người làm kinh doanh buôn bán có thêm được những khách hàng tiềm năng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân cần phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.